Chấn động coi lại. Đó, ngày xưa là hai vợ chồng ông bà đó đi ra đây mua cái chòi cái kiểu lớn thôi đó quý vị. Cận lên nha, đó cái chòi bị lớn thôi. Cận. Xong rồi bắt đầu rồi khách du lịch rồi người ta tham quan rồi ta thấy hay quá ta ghé vô nhà ta tham quan đồ tham quan thôi. Rồi tham quan xong rồi ta ăn cho uống rồi ta cũng trả công là ta lấy tiền ta trả. Chèo chèo lên là hai bên luôn. Được, bắt đầu cái đất chòi lớn dần và lan rộng ra. Hết nguyên cái cồn rồi luôn quý vị. Và bây giờ đây là cái nghề của gia đình của cô luôn. Và cô đã sống một nghề này. Thì sau khi mà kinh doanh thành công thì là chú đi qua bên cái cột mà đi qua đi học việc học. Sau khi mình phỏng vấn cô xong bây giờ mình sẽ đi qua cái cồn để mình tìm chú Hai Hùng mình phỏng vấn. Đúng rồi. Như là người thật việc thật để biết mà cái sự kinh doanh của người ta như thế nào. Và thật sự người ta nói là số gặp thời đó quý vị, coi như ở giữa rừng giữa núi thành công. Có nghĩa là cái số người ta được thì gặp đủ đi thiệt đó. Thì đi thiệt đó. Rồi đó rồi giờ xuống đi. Đi thiệt mà. Còn sao không vậy chú? Bây giờ xuống luôn rồi quay anh nó kể tách riêng ra đó. Cái gì? Mình tách riêng ra gặp chú kể còn có giống gì nữa hay không? Không, thì đây nè, thì giờ qua coi phỏng vấn ổng coi đúng câu chuyện gì không? Đó là nói là tôi giận bả ra đây. Xuống đi. Còn ổng kể là ổng giận bả ổng ra đây quý vị, nhưng mà qua coi kể là không có giận. Bây giờ bơi chứ không dạy, tôi xuống luôn. Không, cái này kỳ kỳ này phải con từng đi. Rồi đi xuống. Giờ tôi bơi qua đó luôn, khỏi tôi chạy. Thằng kia nói nè chị Nga biết nó kêu chú mỏ nhọn rồi có con cá mỏ nhọn kìa. Cá mỏ nhọn đâu bây giờ tôi có yêu cầu quay mỏ nhọn tôi đi qua tôi gặp ông Hai Hùng. Mai Hùng đi không không thao thua đi qua bỏ quay clip rồi này nọ không không sợ rầu giờ bên đây chị ngồi bên kia. Thủ bơi chứ thủ. Bây giờ bà Sương qua không? Vô luôn, anh đâu có chạy máy đâu, bơi mà. Bơi gần. Sao tự nhiên thấy anh Sương lên là tôi lo à? Không được đâu, Sương lên không được đâu. Được, xuống đi Sương. Lấy cái xuồng vỏ của tôi bơi. Qua đi. Xuống đi, lẹ đi. Thôi, lấy cái xuồng vỏ tôi bơi. Qua đi. Xuống đi, lẹ đi. Thôi, lấy cái xuồng vỏ tôi bơi. Qua đi. Đây, hậu trường MV tiền tỷ đây. Đây để mà thực hiện được một cái những cái video nó cực khổ vậy đây. Đi luôn đây. Từ từ không ngồi. Túi sách em để trên nha. Đây nè. Rồi giờ tới con Sương nó leo xuống rồi tôi sợ nó sụt lật đá không? Chưa gì nó muốn lật. Dễ lật lắm nghe, tượng lắm là cứ giỡn hoài lắc một cái. Gì anh? Ghê quá hả? Thằng lấy anh không tin tưởng thế nào vậy á. Qua đây nè, lấy đây nè, nghe chưa? Anh điên tâm. Con Sương này nó dân miền Tây mà nó sợ sông nước thiệt tình luôn. Nó ở trên Gò Công mà làm gì có sông. Gò Công mà sông. Bây giờ là chương trình truyền hình thực tế. À truyền hình thực. Dân vợ xong thì phải chạy qua gặp chồng. Để coi tình hình ở bên đó câu chuyện nó ra sao chứ. Dễ thương lắm luôn. Chú ơi. Chị chạy là hai bên luôn. Đây là hai ba đi gặp chú Hai Hùng nha, chú chồng. Đi mà đi, đây nó rủ đi thí. Nhưng mà tao không tin tưởng hàng B không biết nữa. Không rồi đừng còn bao đừng còn cái đây. Không đâu nha má. Mày hỏi thiệt anh chị, anh biết tôi không? Biết biết sơ sơ rồi. Biết sơ sơ. Bây giờ tập anh ơi kể từ ngày anh ra đây mãi mãi. Thì sao xuống rồi sao tao ngầu? Xuống này chứ nó chạy đi đâu mà sợ ta. Tôi dừng rớt điện thoại nha. Nếu như có thể không được. Lui yeah. Hang bài mỏi gì? Gói đò ơi, cớ sao không có ai đưa đò để con đò buồn hiu quạnh bên quê. Nhớ cái chân lên. Ta. Chẳng còn ai nhớ mong mình về. Ngày đi em trai đã chiều xin hứa bao điều mãi đời chờ nhau.
Sao thằng Nhật nó qua tới Campuchia rồi còn mang B còn chưa tới đây vậy? Từ từ mình đi xem chờ mà. Em quên câu yêu thương, bao năm xa quê hương, nay lại về sắc son câu thề mà người xưa bỏ đằng xeo đi. Đừng có treo, đừng có treo, treo thả ra đi. Giải đừng có treo. Mà sao hai thằng B đi rồi chỗ này không dạy, không biết chỗ này dạy. Ủa cứ chỗ này hoài vậy. Ừ thả lên, 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 lên. Mày xích cái trúng cái chân của tao đeo điếng này. Vô ra mày đi. Đậu mà. Đậu. Nước sao không vậy? Đứng im lấy, ngồi im lấy, vẫn chỉ ngồi im lấy. Từ từ mình đi. Đậu bỏ ở đây. Nó quay đâu. Đó, nó quay vòng vòng vậy. Chắc nước nó sâu lếm con này nè. Sâu gì mà sâu. Mệt quá. Đó, nó đi gì tao bên kia rồi. Sao không mấy thôi bị vô cha chứ gì. Vô cha có đâu hàng bê đúng chiều vậy á. Thằng bên kia, thằng bên này. Lát cái đây để tôi chè cho. Hai thằng cùng một hướng. Sao vậy? Sao mình đi? Mà. Để chèo ngang được mỉa đó. Nãy giờ nó mất chỗ đây vậy. Mình đi đâu thế anh? mình đi trốn. Ô hôm thua sẵn. Mình thua đặng ấy đi. Mình đi đâu vậy anh? Không, mình thua thằng ấy giờ mình đi luôn. Vậy mà bị đẹp nó dốc. Đây, ra miền Trung rồi vô miền Tây chèo đò. Này nó đi về á. Mình qua tới nơi là nó đi về. Thì cũng hay mình chèo vốn cho tao. Người ta chèo đi tới mình đâu được, mình chèo đi ngang không. Trần thẳng như anh Cường. Má nó mệt. Nó mỏi thế. Nó sâu không? Sâu chứ không sâu. Thâu. Đi vô đi. Tôi thấy không yên tâm rồi đấy. Không. Tôi thấy không yên tâm rồi đấy. Thiệt á. Ờ đúng rồi. Mệt nó rắc lên video nó tỉnh. Nước. Ui cái gì vậy? Dạ chứ không thôi không. Em chơi cái trò mà đứng ra tới xuống trước không. Nước cạn sờ đây. Động đất ở đây mà. Đó, giờ này ok rồi đó. Có
có tiến triển hả? Đây, mấy anh chị kia đi lên tới nơi rồi, còn mình thì mới ở đây à. Từ đi, mình ngồi trẻ lắm sao mà nhìn cái tay chèo là biết chuyên nghiệp đến cỡ nào rồi. Nhìn cũng thơ mộng quá ha. Mấy ông đi ông về tới cạnh này mình cái gì. Mình lại đó chi ra sao mình không lại mấy ông bánh nghiêu cái sò kia. Diễn nữa. Chứ mình lại đó chi. Cứ mình chạy đó được chưa? Ừ. Một mai qua cơn mê sắc cuộc đời bên bông, tôi lại về thăm em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, mặt tình trong trời. Còn tôi như cánh chim sẽ trèo hết nẩu rau. Thôi giờ mình quay lại đi. Sẽ bay đi muôn phương. Trời ơi, bây giờ tao nghĩ về lần cần tới một cái đoạn đường tắt cái trò nó xa lắc xa lơ này. Đang cự quý vị. Không hát bài cũng đang nguyên nghe đi. Không mệt quá. Bài hát bài xong đi, hát đi. Chèo đi, chèo đi. Hát đi. Chắc phải hát gọi đồ chứ nhập thai tới rước chứ làm gì. Mà quên lời bả rồi. Ừ. Gọi gì đồ. Ừ. Gọi đồ, gọi đồ. Quá đồ. Quá đồ. Đồ mệt quá đồ. Hình như cái chỗ chú là chỗ đây một chỗ bán như ở trước kia này sao á, hai chỗ rồi hết rồi. Nước cạn cạn thường người ta chống, lấy cây thiệt là dài người ta đẩy. Ừ. Mùa tha mỏ đổ mùa hầu quá mệt. Vậy anh kêu về chút máy coi mặt mày nó này đây, mùa hâu cùng kê này. Tao đi mày chống rồi. Ok. Chống chừng này tới nè. Chèo vô khoái nước vậy. Không mà nó cũng đi với chứ, chèo nó đi á. Chèo về cái gì hâu đi. Chèo đây là kiểu chèo thúng. Người ta vô người ta làm xong cái cuộc phỏng vấn người ta ra rồi. Trong khi có được đại ăn trong đó nữa rồi bây giờ. Dê cái đầu. Thiệt. đừng có nói là mình đi chậm nghe. Đi lâu ấy. Nói mình đi lâu ấy, đừng nói mình đi chậm ấy. Nào để mình coi không. Gì vậy? Cứ chèo tới nữa rồi để quay đầu. Ôm cua ấy. Vô quay đầu. Ủa, ôm cua làm như tài xế ôm cua góc rộng rồi mà ôm. Mà không một kê.
em gái miền quê. Ừ, đứng đây, đứng cái này. Thầy ở đứng cái này. Lên chi? Lên đi. Đi qua kia đi. Đi qua cái mùng anh. Qua cái liều kia có lý. Đi đâu? Đi qua nào? Sao mệt không? Nói chung là cảm giác nó cũng hơi, còn tim anh nghe lăng lăng. Mệt kể gì này nè. Con tim anh nghe lăng lăng, nghe tinh thần đông nhằn hung nhăn. Để đi ra cái trò kia kìa. Đâu mình đi một vòng với cần gì đâu mình quay lại đường cũ phải không? Đúng kỹ. Trời ơi, chúng ta đi đã được 3 cây số. Được 3 cây số rồi nha quý vị. Hiện tại là anh em tôi đi được 3 cây số. Nhưng mà nói chung nó rất là mệt. Nếu như là bạn không tin thì bạn đi thử đi. Hình như mình đi mấy nổ nó phỉ mình chèo á. Ừ. Dễ gì đâu. Mùa ông hột. Alo alo 123 alo. Alo xin kính chào quý vị anh chị và các bạn. Alo alo. Hiện tại bên kia đang hát karaoke nha bạn con. Thì mình đi cách xa xa tiếng nhạc đang chút để không dính bản quyền. Mới hôm qua mới một cái video sơ sơ dính ra đó bản quyền của Quách Tấn Du. Thì như quý vị đã biết là sau khi một thời gian chèo thì chúng tôi đã ra được nửa ghi và khả năng là chúng tôi ở đây luôn chứ không biết đường vô. Người ta cứ quay điều quay điều quay điều có bài hát chứ còn đây cứ quay tròn quay tròn. Mệt hơn chiều bình thường, thúng không à? Điều như mấy cảnh này đóng phim ngon hay? Thúng chèo phía hơn. Ừ. Đóng phim quýnh chạy cano, rượt cano. Liệu mà đéo. Yeah.